nữ hoàng Mũ Bang thì cái gì cũng phải nuốt được chứ. Hôm nay muốn tao nhốt mày cùng mấy con rắn ở ngoài kia. Chết cười ơi. Dù gì nó cũng đã mất, chết là hết. Làm tiền chó, hôm nay á mày phải chết với đời tao. Đấy, em ơi. Nó đối xử với cha mẹ nó như thế nào, cho nên bây giờ nó mới chết yểu như vậy đó. Ủa, bà này là ai nữa? Hạnh phúc của mình phải biết nắm bắt. Ai nói cái gì thì kệ họ. Ổng mà qua không khỏi đợt này á, mình khỏi đi cha. Anh vi phạm pháp của anh bị tôi phát hiện nha. Anh vi phạm pháp cái người đó bị tôi phát hiện.